Chen này xin chào các bạn. Bài học tiếng Trung của Chen này hôm nay nói về ngày nhật thực. Trước tiên thì Chen này sẽ đọc một câu và sau đó Chen này sẽ dịch nghĩa ra nha. Thiên vận chỉ trình hoàn Thiên có nghĩa là thiên văn, Chí trình là cảnh tượng, rửa hoàn sử là ngày nhật thực. 看 nhìn kìa. Na xào các bạn nhỏ đó đang làm gì có người thì đang nhìn bóng trong nước bao quan có người đang ôm một chiếc hộp để quan sát còn có người mang mắt kính dài để nhìn lên trời Lùi trình ở đây có nghĩa là mắt kính để mà mình nhìn ngày nhật thật á để mà bảo vệ con mắt của mình. Lò sư tại khờ thẳng sang xăng hòa Trên lớp, cô giáo giới thiệu cho chúng mình. Chia thiệu nghĩa là giới thiệu nha. Ri hoãn là ngày nhật thật. Wò ma mà xô ý Mình và mẹ làm một chiếc. Chiếc gì? Mình và mẹ làm một chiếc rơ sử Tiếp bên trong bên này nha Rơ sử quan trở xiang Là một hộp để quan sát Là cái hộp để quan sát nhật thực Tới tiếp theo Ơ lĩnh ơ lĩnh 21 Liêu yue ơ sử y xiao Buổi chiều ngày 21 tháng 6 năm 2020 ủa bào quan xả sang tôi rồi thay giãn. Mình lấy chiếc hộp đặt đối diện mặt trời để quan sát. Wang ở đây có nghĩa là hướng. Xiang di di pu can xị, hướng về phía đáy hộp để xem. Di pu ở đây có nghĩa là đáy hộp. Mama so mẹ nói. 白色的圆点就是太阳。Điểm màu trắng là mặt trời。太阳像被咬了一口。Mặt trời giống như là bị cắn một miếng。咬了，tức là cắn，一口，là một miếng。变得像一艘小,小船。Giống như một chiếc thuyền nhỏ。过一阵子，một hồi qua một hồi。 Lại trở thành giống như nguyệt cô nương gầy gầy, ốm ốm. Xì xì sâu sâu tức là gầy gầy, ốm ốm, mảnh mai, mỏng mỏng. Nguyệt cô nương là nguyệt cô nương. Nguyệt cô nương là nguyệt cô nương. Mình đã dành cả buổi chiều

mặt trời bị bao phủ bởi mặt trăng. Và lại bề mặt lòi lõm của mặt trăng không bằng. Ao thủ ở đây có nghĩa là lồi lõm, bù phiến là không bằng. bề mặt là bề mặt. Y tiền cũng bù mẹ cu Không giống một cô gái xinh đẹp chút nào. Y tiền là chút bú xiang là không giống mẹ ly tờ cu cô nương xinh đẹp mẹ ly là xinh đẹp hãy dò còn qua da nha dễ lại của mình sinh hộ tờ ti chiếu y trữ chuyển hóa ra trái đất chúng ta đang sống cứ xoay chuyển dễ lại là hóa ra ti triệu là trái đất sân hộ là của mình sinh sống sân hộ là sinh sống hoặc là sinh hoạt, y là luôn chuyển động là chuyển động, 我却没有感觉, mình lại không có cảm giác, 感觉 ở đây có nghĩa là cảm giác, 我今年八岁, năm nay mình tám tuổi, 这个夏天, mùa hè này, 第一次, lần đầu tiên, 清楚的看太阳 nhìn thấy rõ mặt trời chính trụ là rõ Thay dạng là mặt trời khan là nhìn là thấy chữa tờ hậu dồ cảm thấy rất thú vị chưa tờ cảm thấy hậu dồ chu là thú vị rãn mặc dù hình tô sư rất nhiều điều trong câu này có nghĩa là rất nhiều điều của <laughs> là tôi hoặc là mình hãy chẳng bù thôn nghĩ không ra nghĩ không thông tàn sư nhưng mà mình sẽ tì là tiếp tục chuè sĩ là học hỏi tàn sư bài văn về nhật thực của chân này đến đây tạm dừng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài văn tiếp theo nha